Mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Nay tiếp tục quay trở lại huyện Cao Lãnh đến nhà vườn của anh Toàn Nguyễn nha. Sẽ có một số phôi giấy giao lưu tới quý cô chú anh chị em, mình về làm cái nguồn nguyên liệu, mình ghép những cái dòng hoa giấy nhiều màu nha quý cô chú anh chị em. Rồi chào anh Toàn. Dạ chào anh Pháp, chào tất cả bà con đang xem kênh Pháp Thái TV ạ. Thì trước tiên em cảm ơn bà con đã ủng hộ những clip vừa qua. Thì hôm nay em có lên một số phôi giấy để giao lưu cùng cô chú. Địa chỉ của em là ở 3 xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại giao lưu là 0966705151, cũng là số Zalo luôn ạ. Thì lên mã số 1, mã số đầu tiên ha. Cái chiều cao của phôi là 70, vành của nó là 29, sổ đế của nó là 40. Giá mã số 1 này em giao lưu là 400.000 ạ. Kèm bao phí vận chuyển toàn quốc nha quý cô chú anh chị. Dạ. Rồi tiếp theo mã số 2. Thì chiều cao là 85. Hoành của nó là 24. Sổ đế của nó là 50. Và mã số 2 này em giao lưu là 300.000 ạ. Giờ tiếp theo mã số 3. Thì chiều cao là 60. Vành của nó là 24, sổ đế của nó là 45. Và mã số 3 này giá là 300.000 ạ. Giờ tiếp theo mã số 4. Cái chiều cao là 70. Vành của nó là 19, sổ đế của nó là 45. Thì mã số 4 thì cái giá là 300.000 ạ. Giờ tiếp theo mã số 5. Giờ chiều cao đó là 70, vành của nó là 24. Thì sổ đế của nó là 50. Thì mã số 5 này cái giá là 300.000 ạ. Giờ tiếp theo mã số 6. Giờ chiều cao của nó là 85, vành của nó là 31, giờ sổ đế của nó là 45. Giờ mã số 6 này có giá là 400.000 ạ. Giờ tiếp theo mã số 7. Cái chiều cao là 75, vành của nó là 24, sổ đế của nó là 45. Thì mã số 7 này có giá là 300.000 ạ. Giờ tiếp theo mã số 8. Cái chiều cao là 70, vành của nó là 26, sổ đế của nó là 40. Giờ mã số 8 này có giá là 300.000 ạ. Giờ tiếp theo mã số 9. Cái chiều cao là 60, vành của nó là 22, sổ đế của nó là 45 ạ. Giờ mã số 9 này cái giá là 250.000 ạ. Giờ tiếp theo mã số 10. Cái chiều cao là 80, vành của nó là 25, thì sổ đế của nó là 45. Giờ mã số 10 này có giá là 300.000 ạ. Giờ mã số 11. Cái chiều cao là 95, vành của nó là 22, sổ đế của nó là 50. Giờ mã số 11 này có giá là 300.000 ạ. Giờ tiếp theo mã số 12. Cái chiều cao là 70, vành của nó là 27, sổ đế 45 ạ. Giờ mã số 12 này có giá là 300.000 ạ.
Dạ, tôi xin mã số 13. Cái chiều cao là 95. Vành của nó là 28. Cái sổ đế của nó là 40. Dạ, mã số 13 này cái giá là 400 ngàn ạ. Dạ, tiếp theo mã số 14. Cái chiều cao là 55. Vành 24. Sổ đế của nó là 40. Dạ, mã số 14 này có giá là 250 ngàn ạ. Dạ, tiếp theo mã số 15. Cây chiều cao là 70. Vành của nó là 27. Sổ đế của nó là 40. Dạ, mã số 15 này có giá là 300 ngàn ạ. Dạ, tiếp theo mã số 16. Cây chiều cao là 65. Vành của nó là 28. Sổ đế của nó là 40. Dạ, mã số 16 này có giá là 350 ngàn ạ. Dạ, tiếp theo mã số 17. Cái chiều cao là 75. Vành của nó là 26. Sổ đế của nó là 40. Mã số 17 này có giá là 400 ngàn ạ. Tiếp theo mã số 18. Cây chiều cao là 70. Vành của nó là 22. Sổ đế của nó là 40. Và mã số 18 này có giá là 300 ngàn ạ. Và tiếp theo mã số 19. Cây chiều cao là 70. Vành có 24. Thoát thân của nó là 50. Dạ, mã số 19 thì cái giá là 300 ngàn ạ. Dạ, tiếp theo mã số 20. Chiều cao nó là 70. Vành của nó là 18. Dạ, sổ đế của nó là 45. Mã số 20 này cái giá là 250 ngàn ạ. Tiếp theo mã số 21. Cái chiều cao là 70. Vành của nó là 27. Sổ đế của nó là 40. Mã số 21 thì cái giá là 400 ngàn ạ. Và tiếp theo mã số 22. Chiều cao nó là 70. Vành của nó là 25. Sổ đế của nó là 45. Và mã số 22 này cái giá là 350 ngàn ạ. Và tiếp theo mã số 23. Cây chiều cao đó là 65. Vành của nó là 29. Sổ đế của nó là 45. Mã số 23 này cái giá là 350 ngàn ạ. Tiếp theo mã số 24. Cái chiều cao là 70. Vành của nó là 22. Sổ đế của nó là 45. Và mã số 24 này có giá là 400 ngàn ạ. Là tiếp theo mã số 25. Cái chiều cao của nó là 65. Vành của nó là 27. Sổ đế của nó là 45. Và mã số 25 này có giá là 300 ngàn ạ.
Tiếp theo mã số 26, cây chiều cao là 70, hoành của nó là 25, sổ đế của nó là 40. Mã số 26 này có giá là 350.000 ạ. Tiếp theo mã số 27, cây chiều cao là 65, hoành của nó là 25, sổ đế của nó là 45 ạ. Và mã số 27 này có giá là 300.000 ạ. Tiếp theo mã số 28, cây chiều cao là 70, hoành của nó là 25, thì sổ đế của nó là 40. Và mã số 28 này có giá là 250.000 ạ. Và tiếp theo mã số 29, cây chiều cao là 75, hoành của nó là 18, sổ đế của nó là 55. Và mã số 29 này có giá là 400.000 ạ. Tiếp theo mã số 30, cái chiều cao là 65, hoành của nó là 21, sổ đế của nó là 40. Mã số 30 này có giá là 250.000 ạ. Dạ, tiếp theo mã số 31, cái chiều cao đó là 75, hoành của nó là 19, sổ đế của nó là 45. Và mã số 31 thì có giá là 350.000 ạ. Dạ, tiếp theo mã số 32, cây chiều cao là 65, hoành của nó là 24, sổ đế của nó là 40. Mã số 32 này có giá là 250.000 ạ. Và tiếp theo mã số 33, cây chiều cao là 75, hoành của nó là 22, sổ đế của nó là 45. Và mã số 33 này có giá là 250.000 ạ. Để tiếp theo mã số 34, chiều cao là 55, hoành của nó là 28, sổ đế của nó là 45. Mã số 34 này có giá là 300.000 ạ. Tiếp theo mã số 35 là mã của clip ạ. À, chiều cao của voi là 60, hoành của nó là 28, và sổ đế của nó là 40. Và mã số 35 này cái giá là 400.000 ạ. Là mã của clip. Dạ, cảm ơn bà con đã xem clip, mong con xem và ủng hộ ạ. Rồi, mỗi cây trên clip đều bao phí vận chuyển toàn quốc. Hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo nha, Vườn An Toàn nha.